Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Wallet để có cơ hội mua IDO tốc cần CRB đến từ dự án Carbon Farm nè các bạn. Thì tổng chương trình Wallet này nó tới 900.000 USDT đang mà khá là cao luôn các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click trong phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh chào kênh Chaler đúng không các bạn. Dự án này nếu mà bạn nào may mắn trúng thì mình khẳng định với các bạn ít nhẹ là cũng từ 15 đến 20 tài sản. John, mình thì rất thích tham gia wallet nhưng mà nó không có duyên với mình các bạn ơi. Tại mình trúng mày drop không? Rồi, các bạn bắt đắp lên nha bạn. Các bạn John xong sự bắt đắp nè. Nhấp vào ba cánh cùng vào setting. Copy username mình nha các bạn. Rồi các bạn dán username Telegram bên đây nè. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Sau đó các bạn follow Twitter đó nè. Tự động follow luôn các bạn. Rồi được hai sticker nè. Tiếp tục thì các bạn điền username Telegram ở Twitter của các bạn nè. Còn vun VN nè, H9. Rồi bấm vào continue nè các bạn. Rồi đáp án thì mình để dưới phần link mô tả dưới video cho. Đáp án là câu tổng cung nó có 1 triệu tốc cần CRB nè các bạn. Triệu CRB. Ồ, con này khá là ngon các bạn, tổng cung nó có 1 triệu rồi các bạn. Bạn nào trúng dự án này là rồi. Ít từ 20 là ít. Adalet testnet. Adala test ha các bạn. Đây nè các bạn. Đây mình coi kỹ lên cái nữa các bạn. Testnet đúng rồi. Rồi câu số 3 nè các bạn. Câu cho chính xác các bạn. Malabuni là nó phải chính xác, còn hên xui thì mày gửi cái nữa. Còn làm sai không có vụ mà hên đâu các bạn. Xui nhiều. Rồi tiếp tục các bạn đi chỉ email quan vào các bạn. Vụ khá là đơn giản đó các bạn. Các bạn continue nha các bạn. Sau đó thì các bạn gửi địa chỉ với son thì các bạn dùng địa chỉ với sonlet.io của mình nha các bạn. Mưa luôn. Rồi các bạn nhập mật khẩu mình vào nha các bạn. Bấm unblock. Sau đó nhấp vào địa chỉ son mình nè. Bấm vào reset nè. Copy nè các bạn. Rồi sau đó trở về cái link hồi nãy nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi vậy là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một trình IOP. Chương trình IDO đến từ dự án Carbon Farm đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nha.